Xin chào anh em, mình là Poseidon đến từ Coin 68 TV. Cách đây 1-2 tháng thì thị trường LSD Finance và dự án Pendle Finance nhận được rất là nhiều sự chú ý. Coin 68 TV cũng đã dành hai cái clip của giải mã crypto để giải thích những cái tiềm năng trong tương lai của LSD Finance. Vậy ngoài Pendle Finance, liệu rằng có những dự án nào khác mới hơn và đang phát triển mà cũng là cái cơ hội đầu tư mà chúng ta nên chú ý trong thời gian tới hay không? Hôm nay mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu về một dự án như vậy, đó chính là Agent Layer. Agent Layer là một giao thức được xây dựng trên Ethereum với tính năng chính đó là restaking. Đây được xem là một trong những cái phương pháp mới trong xây dựng bảo mật của tiền điện tử và được đánh giá là giải pháp có thể giúp giải quyết những cái vấn đề liên quan đến bảo mật phân tầng. Anh em có thể hiểu một cách đơn giản. Agent Layer nó sẽ là một giao thức trung gian nơi mà sẽ cho phép những cái người đã staking ETH của họ có thể tái sử dụng cái lượng ETH đó để tham gia staking và cung cấp cái tính bảo mật cho những cái giao thức được xây dựng trên Agent Layer. Mình thí dụ anh em có một lượng ETH, thí dụ như là 30 ETH chẳng hạn. Vậy anh em đã staking trên Lido Finance và nhận về 30 STETH, và với 30 STETH đó anh em có thể sử dụng đưa vào trong Agent Layer và lựa chọn cung cấp cho những cái ứng dụng đang phát triển và xây dựng trên Agent Layer. Từ đó anh em có thể tối ưu hóa cái lượng vốn của mình, tạo thêm cái chi phí phần thưởng. Đồng thời về phía dự án thì người ta sẽ được tăng cái tính bảo mật dựa trên cái mạng bảo mật của chính Ethereum, chứ không cần phải tự xây dựng lớp bảo mật riêng cho bản thân dự án. Thách thức hiện tại trong cái mạng Ethereum chủ yếu liên quan đến vấn đề đó là bảo mật nó bị phân cấp ra quá nhiều, và các cái ứng dụng phần mềm trung gian và những cái ứng dụng mà nó sẽ không tương thích với EVM, tức là những cái ứng dụng ở trên các cái hệ sinh thái khác và bắt đầu nó phát triển sang cái mạng Ethereum ấy, thì nó sẽ phải, thông thường nó sẽ phải tạo ra một cái network bảo mật riêng. Mình đơn cử như Chainlink chẳng hạn. Chainlink khi mà người ta muốn đưa cái ứng dụng của mình tích hợp vào trong những cái DeFi ở trên Ethereum thì đòi hỏi cái Chainlink nó phải có một cái mạng bảo mật riêng được xây dựng bởi các cái validator riêng của họ để đảm bảo là những cái thông tin và những cái dữ liệu người ta truyền đi là chính xác. Tuy nhiên thì trên thực tế thì không phải dự án nào người ta cũng đủ cái nguồn lực để làm câu chuyện đó, bởi vì như anh em đã biết thì để mà xây dựng được một cái network gồm rất là nhiều validator đảm bảo đủ an toàn và đủ bảo mật thì nó đòi hỏi một cái nguồn vốn nó rất là lớn. Bên cạnh đó thì nó cũng tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro nếu như mà chúng ta vận dụng nó một cách là không phù hợp và không đủ cái tính chuẩn xác. Bên cạnh đó thì cái hệ thống bảo mật đó trong tương lai ấy, khi mà cái dự án nó phát triển thêm thì nó cũng đòi hỏi có những cái sự thay đổi, cái sự tùy chỉnh và hết sức là phức tạp. Agent Layer người ta sẽ đánh vào những cái phân khúc đó, tức là người ta sẽ lợi dụng, người ta sẽ tận dụng cái tính bảo mật của Ethereum sẵn có và người ta mang nó đến đối với các cái dự án vừa và nhỏ. Một cái tính năng đáng chú ý khác trong cái restaking của Agent Layer đó là việc giao thức người ta sẽ bổ sung thêm các cái điều kiện phạt, tức là slashing condition đối với cái lượng ETH đã được staking trên lớp đồng thuận. Nguyên nhân của việc làm này đó là họ mong muốn tạo ra một cái sự ràng buộc với validator và yêu cầu validator phải chính xác trong cái công tác xác thực dữ liệu, nếu không thì sẽ bị phạt. Và vì vậy thì Agent Layer nó có thể tự do triển khai cái restaking này cho các cái giao thức khác, kể cả những cái giao thức nó không tương thích với EVM, và nhờ vậy nó có thể cung cấp cái dịch vụ này cho kể cả những cái dự án nó nằm ngoài Ethereum. Cơ chế restaking của Agent Layer nó sẽ đưa ra hai cái ý tưởng cơ bản, đó là pool security hay được gọi là pool bảo mật, và cái free market governance, tức là quản lý thị trường một cách tự do. Cái pool security nó có nghĩa là giao thức nó sẽ tạo ra một cái hệ thống bảo mật tối ưu, và hệ thống này sẽ cho phép tận dụng tính bảo mật của Ethereum, làm cho chi phí để tấn công các cái giao thức nó sẽ tăng lên một cách đáng kể. Cái lượng ETH đã staking sẽ được sử dụng để làm tài sản thế chấp để bảo mật cho Ethereum, cũng đồng thời sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ xác thực cho các giao thức khác. Mình sẽ lấy luôn một cái ví dụ, anh em có thể quan sát cái hình ở trên màn hình. Đến hình bên trái, tức là cái cơ chế xác thực thông thường hiện nay. Thì đối với cơ chế xác thực này, thì các cái module của các ứng dụng nó sẽ chỉ được bảo mật bằng một lượng nhỏ cái tài sản thế chấp thôi. Ví dụ như trong hình đó là 1 tỷ đô. Còn
10 tỷ đô còn lại nó sẽ nằm trong Ethereum và không được sử dụng để bảo mật cho các giao thức nhỏ xây dựng trên nó. Nhưng với cơ chế của Agent Layer thì thông qua cái mạng lưới trung gian của Agent Layer thì chúng ta có 13 tỷ và 13 tỷ đó nó vừa được bảo mật cho Ethereum và vừa được sử dụng để bảo mật cho các cái ứng dụng được xây dựng trên Agent Layer. Và vì vậy để mà tấn công vào các cái ứng dụng ở trên Agent Layer nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với việc tấn công vào cái ứng dụng theo cái kết bảo mật cũ hiện nay. Ý tưởng thứ hai đó là Free Market Governance, tức là quản lý thị trường cái tự do. Thì ý tưởng này nó sẽ cho phép các cái giao thức chủ động kiểm soát cái lượng pool security được tiêu thụ. Agent Layer nó sẽ tạo ra một cái thị trường cạnh tranh cho pool security và cái thị trường này nó sẽ hoàn toàn được quyết định bởi cung và cầu. Điểm mấu chốt ở đây đó là các validator hoàn toàn không bắt buộc phải cung cấp vào một hoặc một số cái pool security cố định mà họ có thể tự do xác định dựa trên cái những cái tham số liên quan đến rủi ro và phần thưởng của pool trước khi cung cấp dịch vụ cho một cái giao thức nào đó. Điều này cho phép validator có thể tự do lựa chọn và chọn lọc những cái giao thức mà mình muốn để mà cung cấp dịch vụ. Từ đó thì nó tạo ra một cái thị trường rất là mở và cạnh tranh, loại bỏ những cái điểm kém hiệu quả tồn tại trong các cái mô hình bảo mật hiện tại. Hiện tại Agent Layer cho phép người dùng tham gia restaking với các cái loại tài sản bao gồm, đầu tiên đó là native staking, tức là validator có thể restake ETH đã staking của họ trên cái mạng lưới Ethereum 2.0. Cái thứ hai đó là LSD restaking, tức là validator có thể restake các cái tài sản đã được stake thông qua Lido hoặc là Rocket Pool. Cái loại tài sản thứ ba đó là ETH LP, tức là các cái validator có thể restake LP token của một cặp token trong đó có bao gồm ETH. Và cái thứ tư đó là LSD LP, tức là validator có thể restake LP token của một cặp token bao gồm ETH mà liên quan đến LSD. Bên cạnh cái việc đa dạng về tài sản có thể restaking thì Agent Layer cũng cho phép chúng ta hai cái tùy chọn để có thể tham gia vào giao thức. Đầu tiên thì anh em có thể solo staking, tức là anh em có thể tự mình vận hành, tự mình cung cấp dịch vụ cho các cái ứng dụng ở trên Agent Layer trong khi vẫn đóng vai trò đó là một cái validator trên Ethereum. Còn cái tùy chọn thứ hai đó là anh em có thể lựa chọn cái trust model, tức là anh em có thể ủy thác cái lượng tài sản của mình cho một cái operator nào đó mà chúng ta có thể tin tưởng và người ta sẽ giúp chúng ta vận hành toàn bộ những cái câu chuyện đó là restaking các thứ và chúng ta sẽ không phải động về mặt kỹ thuật quá nhiều. Tuy chỉ mới vừa được phát triển nhưng Agent Layer cũng đã thu hút được khá nhiều những cái dự án tên tuổi xây dựng ở trên cái giao thức của mình. Anh em có thể nhìn vào cái danh sách và phát hiện ra ngay một số cái tên khá là quen như là Celo, Mantle hay đó là Polyhedra. Trong cái phần tiếp theo thì mình sẽ show cho anh em một số những cái số liệu đáng chú ý của Agent Layer. Tính từ ngày 15 tháng 6 2023 đến nay, TVL, tức là tài sản khóa trong giao thức, đã tăng từ 16,5 triệu đô la lên đến gần 247 triệu đô la, tương đương với mức tăng đó là 1.400%. Và điều này cho thấy rõ ràng cái nhu cầu của thị trường đối với cái câu chuyện restaking là có và việc ra mắt Agent Layer nó đã đáp ứng một cái thành công cái nhu cầu đó. Số liệu thứ hai đó là các LSD phổ biến đã được restaking trên Agent Layer là bao gồm ETH, STETH và CBETH. Chúng ta thấy ngược ngay đó là STETH nó vẫn đang là cái tên đứng đầu và TVL của giao thức chỉ mới lên quên 247 triệu đô la thôi, trong khi cái TVL của Lido Finance hiện tại nó là 14,6 tỷ đô la. Như vậy thì cái tiềm năng của Agent Layer còn rất là nhiều và đó là chưa kể những cái dạng LST token khác nó có thể được tích hợp vào trong Agent Layer trong thời gian tới. Cái số liệu thứ ba cũng rất là đáng chú ý đó là có rất là nhiều những cái người dùng Agent Layer là những cái người đủ điều kiện nhận airdrop của các cái dự án lớn trước đây như là Arbitrum, Amperfort, Tornado, X2E2 hay là Optimizer. Và rõ ràng cái câu chuyện này cho chúng ta thấy ngay được đó là cái giới săn tìm airdrop người ta đã đánh hơi được cái cơ hội của Agent Layer. Agent Layer là một dự án rất có khả năng cao là sẽ ra mắt cái token riêng của mình và
Sở dĩ mà mình nói vậy là bởi vì có hai lý do chính. Lý do đầu tiên đó là agent layer hoạt động theo một cái mô hình đó là phi tập trung, và vì vậy dự án cần có một cái DAO để quản trị giao thức, và cái token quản trị là cái điều cần thiết để phục vụ cho cái mục đích đó. Lý do thứ hai đó là, nếu như anh em còn nhớ ở phần trên thì mình có nói đó là người dùng người ta có thể tùy chọn dựa trên những cái cơ chế liên quan đến phần thưởng và rủi ro để cung cấp cái lượng tài sản của mình vào cái pool security mà người ta mong muốn. Điều này có nghĩa rằng các cái giao thức sẽ phải tạo ra cái sự khuyến khích một cách là đủ hấp dẫn để cho người dùng người ta cung cấp cái tài sản để bảo mật cho cái giao thức của mình. Và cái cơ chế này nó rất là phù hợp với một cái mô hình token cũng quá quen thuộc là VA token, tức là cái mô hình mà anh em stake cái token native token, nhận VA token và có thể từ đó gia tăng cái phần thưởng trong cái pool security, đại loại như vậy. Và chính vì hai lý do trên thì mình tin rằng agent layer sẽ có hai token riêng. Và một trong những cái điều đáng chú ý và càng tăng thêm cái khả năng airdrop đó là ngày 28 tháng 3 năm 2023 thì agent nó đã gọi vốn thành công cái vòng Syria với giá trị lên tới 50 triệu đô la. Cái vòng gọi vốn này được lead bởi Blockchain Capital. Ngoài ra thì còn có sự tham gia của rất là nhiều quỹ đầu tư, trong đó có những cái tên khá là quen thuộc và nổi tiếng như là Coinbase Venture, Electric Capital và Polychain Capital. Với cái nguồn tiền lớn như vậy thì khả năng cao agent layer sẽ dành ra một cái quỹ riêng để airdrop và khuyến khích người dùng. Rõ ràng agent layer là một cái dự án hết sức tiềm năng và hết sức đáng chú ý trong thời gian tới. Đầu tiên thì agent layer đang được xây dựng và phát triển dựa trên cái mạng LSD Finance. Đây là một cái mạng mà theo mình là cực kỳ hot và còn rất là nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới. Cái nguyên nhân thứ hai, cái điều thứ hai đó là agent layer đang xây dựng và phát triển dựa trên cái hệ sinh thái Ethereum, và đây là hệ sinh thái là vốn dĩ đã rất là nổi tiếng về cái tính ổn định, cái sự bền vững và cái sự phát triển. Trên hệ sinh thái này luôn có dòng tiền cũng như là luôn có một cái lượng người dùng tích cực, và vì vậy có thể cho agent layer có thể duy trì và phát triển lâu dài. Cái điều thứ ba đó là agent layer đang là cái người đi tiên phong trong cái ngách sản phẩm của mình, và cái giải pháp của họ đã chứng minh được là họ đã giải quyết được những cái vấn đề liên quan đến bảo mật phân tầng, đem đến những cái lợi ích cho staker, cho dự án và cho cả cái sự bảo mật của mạng lưới Ethereum. Cái điều thứ tư đó là agent layer đã nhận được cái sự tin tưởng và ủng hộ của rất là nhiều quỹ đầu tư lớn trên thị trường, và điều này nó mang lại cho dự án những cái lợi thế như là marketing, như là quan hệ đối tác, như là phát triển sản phẩm hay là những cái tư vấn, và vì vậy là những cái dự án vừa và nhỏ khác rất là khó để vượt qua agent layer. Câu chuyện của agent layer nó làm mình nhớ đến câu chuyện của Lido ở những ngày đầu, tức là cũng là người đi đầu trong cái mạng liquid staking và được ủng hộ rất là nhiều bởi các cái quỹ đầu tư lớn, và từ đó họ đã dùng cái cơ sở đó để họ phát triển trở thành cái người dẫn đầu trong cái mạng liquid staking. Thì mình tin rằng agent layer nó cũng có thể làm được cái câu chuyện tương tự như vậy. Cái tiềm năng cuối cùng đó là cái cơ hội airdrop, thì theo mình nếu được anh em nên dành thời gian để trải nghiệm và sử dụng sản phẩm, vừa là để tăng thêm cái hiểu biết, cái kiến thức của mình trong thị trường crypto, vừa là để có cái cơ hội nhận được airdrop của dự án. Theo mình thì xác suất nó cũng khá là cao. Bên cạnh những cái tiềm năng như vậy thì agent layer nó cũng sẽ có một số cái rủi ro mà dự án và người dùng cần phải chú ý, và trong đó đặc biệt nhất là cái rủi ro liên quan đến bảo mật. Bởi vì khi mà bị tấn công thì không chỉ gây thiệt hại về mặt tài sản cho dự án, cho người dùng, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cái bảo mật của những cái dự án khác và cái mạng lưới chung của Ethereum. Và đây là toàn bộ những cái đây là toàn bộ mọi thứ mà mình muốn giới thiệu về agent layer. Hy vọng cái clip của mình nó đã mang lại cho anh em thêm một cái dự án mới để có thể tìm hiểu và đầu tư trong cái thời gian tới. Hẹn gặp lại anh em trong các cái phần tiếp theo của Giải Mã Crypto. Xin chào.